sáng hôm sau. Lily chuẩn bị đồ đi học thôi. Lily xong rồi. Lily. Lily xuống lầu. Hải Mộc sao xài trơn thế nhỉ? Hải Mộc trượt. Hải Mộc té lên người cô hơn là còn đỡ đầu. Hải Mộc, đời đã có gì đó kỳ. Hải Mộc. Sau một hồi, Nam Minh, nè, hai người làm sao vậy? Hải Mộc, không có gì. Lily, không có gì. Đồng Thanh, Trí Tư, chắc. Nam Minh, không có gì. Lên lớp, bạn công chúa Minh Minh. Chào bà, hôm qua bà biến hình đúng không? Lily, Lily, không quan trọng đâu. Lily, à mà em tươi đâu rồi? Bạn công chúa Minh Minh, nó về để ca trị giùm bà rồi. Lily, riêng riêng. Cô giáo trật tự, hôm nay có bạn mới tới. Cô giáo mời em. Minh Bỉ, chào, mình là Minh Bỉ. Mimi, đẹp trai quá, lớp trưởng cũng tạm, đừng cướp Lily đi là được rồi. Quá hoàn hảo. Học sinh, có trai đẹp. Cô ơi, cho anh ấy ngồi với em nè. Đẹp trai muốn rụng trứng luôn. Nhiều chuyện. Hai, có giai đẻ tám rồi. Minh Bỉ, nhìn thấy Lily, lớp trưởng ghen. Lily khó chịu. Minh Bỉ, em ngồi chỗ đó, bàn cũ của em Lily. Cô giáo, được. Mọi người hãy like và đăng ký kênh mình nha.